việc đi học trễ của những em học sinh thời nay rất rất đáng lo ngại. Tình trạng này thậm chí không những ra mắt ở một tổ quốc nào đó, mà số đông những trường học trên trái đất đều xảy ra. Để xử lý những trường hợp như vậy này, nhiều giáo viên buộc phải đưa ra những hình phạt khác nhau. Mới đây, xuất hiện trên mạng truyền thông media tại Indonesia, một sự việc đau lòng được share khiến cho rất nhiều người xôn xao khi giáo viên phạt học sinh vì tội đi học trễ. Nam sinh 14 tuổi Phan Lilahim Jide. Theo thông cáo từ cảnh sát Indonesia cho hay, Phan Lilahim Jide 14 tuổi, cùng với 5 người bạn khác, đã đi đến trường muộn 25 phút vào thứ Ba ngày 1 tháng 10. Để phạt những em học sinh này, giáo viên đã yêu cầu họ chạy vòng quanh sân trường. Khi đang làm việc vòng thứ hai, Phan Liên ngã xuống đất. Cậu nhỏ xíu được mang lại bệnh viện cấp cứu và tiếp nối được tuyên bố tử vong lúc 8 giờ 40. Trước sự ra đi đột ngột của Nam Nhi, mẹ của Nam Sinh đã rơi nước mắt kể lại rằng cậu nhỏ xíu vẫn ăn sáng ở nhà trước lúc tới trường lúc 6 giờ 30. Chưa đầy 2 tiếng sau thì bà mẹ 46 tuổi nhận được điện báo Nam Nhi đã qua đời. Tôi chưa lúc nào nghĩ sáng nay sẽ là lần ở đầu cuối tôi được gặp mặt Nam Nhi mình. Tôi mong muốn không tồn tại đứa trẻ nào khác phải trải qua điều tương tự. Cảnh sát cần khảo sát vụ việc này và phải có vẻ ngoài xử lý giáo viên phù hợp, mẹ cậu nhỏ xíu nức nở. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của nam sinh này vẫn chưa được xác định. Về phía máy ấm gia đình cho biết, trước giờ Phan Ly không thể có bất kỳ tiền sử bệnh tật nào. Sau đó thi thể của nam sinh này được mang theo khám nghiệm tại bệnh viện 2 Ankara.